Phòng Quản lý Sát hạch và cấp giấy phép lái xe, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ năm 2016 đến nay, qua các đợt rà soát đã phát hiện 1.264 giấy phép lái xe giả, trong đó chủ yếu là giấy phép lái xe gắn máy. Số giấy phép giả nói trên phát hiện được nhờ thông qua việc cấp đổi và xác minh giấy phép lái xe mới. Qua xác minh đã phát hiện nhiều trường hợp có báo mất giấy phép lái xe là không đúng sự thật, trong đó hầu hết là đã bị tạm giữ giấy phép lái xe do vi phạm giao thông. Nhằm chấn chỉnh tình trạng giấy phép lái xe giả, Phòng Quản lý Sát hạch và cấp giấy phép lái xe Sở Thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để quản lý những trường hợp tài xế vi phạm giao thông và phát hiện ngăn chặn các đối tượng sử dụng giấy phép lái xe giả tham gia giao thông. Người sử dụng giấy phép lái xe giả hoặc giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy kiểm định, tem kiểm định giả sẽ bị xử phạt từ 4 triệu đến 6 triệu đồng một vụ.